bác con đúng ra là mua con puppy về cho vợ mình thì thật sự thì không biết mua cái gì cho cái Christmas New Year. Thì nó rất là xa, khoảng chừng 2 tiếng mấy à, từ Oregon đi xuống tới San Diego lận, cho nên bây giờ mình sẽ đi đi mua con puppy này về cho vợ mình cho Christmas nha. Vợ mình không thích gì hết, chỉ có thích con thú vật thôi, tôi thích chó lắm, thành ra bây giờ mình phải đi tìm mua con chó này cho vợ mình. Thì xin cả nhà chờ xem nhé, thì để coi coi mình sẽ đi tới đó mình có mua được hay không. Nếu có duyên thì xin mình sẽ bắt nó về cho vợ mình, để cho vợ mình cái quà Christmas nhé. So this color will change it or will stay? Change a little bit. Change a little bit? Yeah. Change like the mother. Because when I buy the mother, it's the same thing. Okay. This is the mommy. This is the daddy. Alright. Okay, so we're gonna get the puppy today. Weigh 4 pounds. Oh. Hey, how are you? Welcome back. How are you? Lucky ha. Bây giờ mình đã bắt được em này về rồi, sẽ cho vợ mình cái quà Christmas nha. Chắc là vợ mình vui lắm đây. Ok. Alright, so thôi bây giờ chơi đi lái xe về nha. Cũng xa lắm, từ đây từ San Diego về tới Orange chắc cũng khoảng 2 tiếng ngoài nếu mà không kẹt xe. Ok, chào cả nhà đi nha con. Có gì thôi mình gặp lại nha. Ok cả nhà ơi, bây giờ mình bắt được em bé này về rồi nha. Rất là mặt của mặt rất là dễ thương. Đây là con trai Đức nha. Thì mình mới lái chở về nhà, hy vọng là em sẽ ngoan nha. Thì hiện tại bây giờ đó là lái xe chắc cũng được 15-20 phút vậy rồi, chỉ khoảng 2 tiếng nữa mình tới nhà. Các nhà từ San Diego mình xuống dưới về tới quận Cam thì không phải đi xa. Giờ này thì chắc có lẽ hơi bị kẹt xe. Anyway, so bây giờ mình đã giữ được em này ở nhà rồi. Đó, con mặt rất là dễ thương luôn. Con Terrier. Con này là con Yorkshire. Đó, mà bà nói đó, cái con này đó rất là ngoan và khôn. Là vì cái con này đó, nó đẻ được có một cái lứa, cái lứa này nó đẻ chỉ có một con thôi, mà là con đực. Thì nghe bà mẹ, bà này là người mẹ đó, bà nói là mình rất là lucky là mình có duyên mình mới mua được con này. Bởi vì cái con này nó sanh ra có một mình đó, là thường thường giống chó mà nếu mà sanh ra có một con á, độc đô một con một á, là nó rất là khôn. Ok, mà người ta nói là nó rất là khôn, mà nó là mình cái người mà mua có nó thì là cũng lucky, cho nên mình chắc có lẽ mình sẽ đặt nó là lucky nhá. Thì cái tên của nó là chắc mình phải hỏi vợ mình coi để mình đặt được cái tên Lucky được hay không. Thì cái món quà này là món quà cho vợ mình cho Christmas năm nay. Muốn mua quà cho mà không biết mua cái gì nữa, cho nên vợ mình thì không thích cái gì hết, chỉ có thích thú vật thôi, mà lại là thích chó. Cho nên mình sẽ ấm em này về để tặng cho vợ mình, để vợ mình vui. Thì thật sự mà nói chó bên đây, chó kiện bên đây thì nó cũng rẻ. Thì cái con này bà đòi bán 1.500 lần, con này mà mình bán 1.500, nhưng mà vì mình đi hơi bị xa thì mình xuống thì bà nói thôi giờ tao bớt tiền xăng cho mày 50. Thì bây giờ con này là mình mua là 1.450 ngay cả nhà. Thì nhìn thấy cái mặt nó dễ thương lắm, đẹp trai lắm. Thì thấy hai cái con mẹ của nó, con mẹ con cha của nó rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp mà rất là dễ thương, cho nên thôi mình mua đại cho vợ mình cho con này. Thì giờ em đang lái xe về mà em cũng khó chịu lắm, bị em không có quen, chưa có lái xe đi đâu xa cho nên em không có quen lắm, em cứ khóc hoài, chắc nhớ nhà hay sao á, hay là nhớ mommy, nhớ daddy của nó hay sao á, nó cứ khóc hoài à. Nãy giờ nó đính rồi đó chứ, nãy coi nó quậy, nó khóc và nó la ý ấy vậy đó. Nhưng mà hy vọng là it's gonna be a good boy. Nhìn mặt nó dễ thương lắm ha con ha, nhìn cái mặt con dễ thương quá ha. Có hy vọng là vợ mình sẽ thích món quà này. Năm nay thì thật sự không có làm cái gì hết trơn á, Christmas với New Year thì chẳng có làm gì, cho nên thôi thấy vợ mình không muốn quà cáp gì nữa, cho nên mình mua cho vợ cái con chó này.
chắc có lẽ là đặt tên nó lucky quá. Hay là để coi hỏi nhờ anh siêu nhân coi. Đặt nó tên gì anh siêu nhân ơi. Ok. Đó, thấy rồi đó nha. Ok, để coi mình sẽ về tới nhà coi coi em có quen hay không. Thì để coi mình chưa nói vợ mình mua nó mình đem về. Cho nên tối nay vợ mình thì hôm nay phải đi đi làm. Bữa rồi thành ra để tối nay vợ mình về mình sẽ supply cho vợ mình nha. Để mời cả nhà xem ha. Ok, hẹn gặp lại đi con, hẹn gặp lại đi ha. Biết không biết đặt tên con gì đây trời ơi. Ok. Mặt rất là dễ thương. Để cho cả nhà xem nha. Để đem tới gặp chung cho cả nhà xem. Đó, mặt em rất là dễ thương. Dễ thương lắm. Không có giống con poodle đâu. Đó. Ok. Mặt nó dễ thương lắm, nó là anh trai nó đủ màu sắc hết trơn cả nhà ơi. Mấy màu trời lận á. Màu trắng, màu đen, màu xám rồi màu màu nâu. Đa sắc lắm. À, con này được nghe nói là 3 tháng 12 tuần rồi. À, em thì chích ngừa đầy đủ hết mấy cái shot đầu rồi. Ok. Em chích ngừa đầy đủ rồi. Bây giờ chị chắc có lẽ dạy cho em đi tiểu đi tiêu rồi nó dễ dàng tí, vì công việc của tôi, vợ chồng mình thì chắc có lẽ là cũng không có nhà thường, nếu mà trở lại bình thường thì chắc không có nhà thường, thì để em ở nhà một mình cũng buồn, nhưng mà bây giờ có em thì cũng đỡ buồn, bởi vì vợ chồng mình thật ra cũng thích thú thú vật lắm. Say hello đi con. Ok. Bây giờ hồi phải tắm cho em nha. Ok, thôi anh tới nhà an toàn rồi. Thôi anh quậy lắm. Trời ơi. Anh về tới nhà rồi, bây giờ là anh tỉnh rồi, anh quậy quá trời cả nhà ơi. Đó. Vợ mình thì chưa thấy nha. Chưa về thành ra chưa thấy nha cả nhà. Giờ anh quậy dữ lắm, con mặt quạnh rồi. Quậy kinh hoàng luôn. Bây giờ anh chơi quá trời anh quậy ha. I know. Dạ. Đó, quậy lắm coi mặt hả. Thấy chưa? Mặt anh quậy lắm. Giờ anh quậy rồi nè, thấy không? Đó. Đó, giờ anh chơi đó, giờ anh chơi rồi. Nãy giờ anh mệt, bây giờ anh không hết mệt rồi. Giờ anh chơi rồi đó. Quá, quậy từ từ thôi. Không biết mệt hả? Không biết mệt hả? Hai tiếng hồ, không biết. Oh my god. Đó, nó quậy cả này như vậy. Quậy quá. Ngồi về cho má mày coi ha. Đó thấy. Đó coi nè. Anh quậy nè, thấy không? Đó. Này nó mới có 12 tuần thôi đó. Thấy chưa? Ốc ốc ốc. Cắn đã. Mới 12 tuần thôi đó. Ok. Đó, 12 tuần thôi mà anh quậy như vậy đó. Thấy chưa? Đó. Nó nghe chó chồng kia nó sủa cái nó nhìn mặt lành lắm, thấy không? Anh dậy ra mặt lành lắm, ngồi xe thì nó lừ người hết á, hai tiếng mấy hồ lái xe rồi. Đó, bây giờ hả, về tới nhà rồi nó quậy, nó quậy quá cả nhà ơi. Đó, bây giờ nó lên nữa nó quậy nó phá. Ok, xuống đây. Trời đất ơi, chết rồi. Đệ tử. Cái gì mà dữ vậy trời? Ai da.
No. Nó leo lên đầu, leo lên cổ là trời đó, nó mừng hết. Ok, ok, ok. Ok, xuống, 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 xuống. Đủ rồi. Ok, xuống đi con, đủ rồi. Qua đây, qua đây. Lucky, qua đây. Quá trời. Quậy quá trời quậy. Thôi. Thôi cho bác coi. Về hồi bác về bác coi quậy. Bác quậy về bác coi. Về nó yên. Bây giờ nó mới ngồi yên đó. Nó quậy vậy đó, nó mới ngồi yên vậy chăng. Nó ngồi yên. Đi dọc rồi. Nó cũng nhỏ con. Mà cái khuôn mặt của nó nhìn đó. Nó cũng nhìn cái cute lắm. Quậy quá giận là sao? Hy vọng là vợ mình phèn nó, cho nên thôi là nó quậy quá. Cảnh này nó quậy kinh hoàng luôn. Sao con này con địch mà nó quậy dữ trời. Đó. Hy vọng là nó calm down cả nhà ơi. Bây giờ nó quậy quá rồi. Đó. Đây là cái món quà Christmas cho vợ mình nha. Hy vọng là nó không. Và bây giờ nó nhìn thấy, nó thấy cái này nó cắn nè. Hello, no, no, lucky no, lucky no, không có cắn. Hèn gì nó ngồi yên đó là nó cắn đó. Má, trời đất ơi nó quậy, má nó quậy tới bệnh rồi. Đó, nó quậy đó thấy không? Giờ nó biết nó thấy cái đó rồi, nó muốn tìm cái đó để nó cắn chơi đó cả nhà. Nghe chưa? Con không có quậy nghe không? Ngồi đó không có quậy nghe chưa? Ok, cái miệng kìa. Con ngồi đó con không có quậy nghe chưa? Ok. Nãy giờ quậy quá trời rồi. Về tới nhà rồi mà con quậy quá trời rồi. Hả? Không có quậy nghe chưa? Ngồi ở đó. Ngồi yên ở đó cho tôi. Đợi má mì về nha. Ok. Má mì sắp sửa về nhà rồi. Có gì hồi con về con quậy với má mì nghe chưa? Nãy giờ quậy đi lâu lắm, mệt quá rồi. Ok. Không có quậy nghe chưa? Ngồi đó. Bây giờ nó mệt rồi, nó nằm rồi cả nhà. Đó, thấy không? Bây giờ nó mệt lắm rồi. Nó quậy hồi nãy giờ nó mệt lắm rồi. Bây giờ nó nằm. Nó nằm cả nhà. Mặt của nó nè. Cả nhà thấy không? Đó, nó mệt lắm rồi. My wife got home and look at him. Oh my god, so cute. You like it? Yeah, I love your, it. This is your Christmas gift, honey. This is your Christmas gift. Yeah. She's so smart. Yeah. Oh my god. Anh xuống đây gần nửa ngày nay đó là anh đi xuống dưới San Diego gần lái xe gần 2 tiếng ngoài á mà đi xuống dưới tới đó là pick it up á. Look. Nhìn mặt nó dễ thương lắm. Con này cái giống này nó không có hôi. Nó không có hôi nhưng mà Si nói là Si mới tắm cho nó 1 tuần. Đặt Lucky đi. Lucky đó, ok yeah. Em muốn suy nghĩ Lucky hay là Pepsi gì đó. Lucky đi. Hả? Lucky đi. Lucky. Thấy đâu, hôm này có thấy đâu. Your gift, that's your Christmas and New Year gift, honey. Thank you so much. I don't know what to get for you. So I know you like the dog. So I got you trời that ơi, đòi biết bao nhiêu lâu rồi đó. Bữa nay mới chịu mua cho vợ. Đó. Oh my god. Finally, đó, mấy hôm đặt cái con màu trắng, bây giờ sẽ về con màu đen, đúng là con này có duyên. Con này nó có duyên mà, có ngồi duyên anh với mình xóa đó. Cho em có duyên là như thế này nè, bị gì á. Người ta đã order rồi. Người ta đặt xong rồi á, 3-4 người luôn, mà có người thì hẹn không tới kịp, không yeah. tới được, hẹn ngày khác. Còn có người thì lại coi rồi tự nhiên không có muốn mua, rồi để nó suy nghĩ. Rồi anh mới gọi bả thì anh mới cả ngày chờ anh canh anh gọi rồi tới bả trả lời lại thì bả mới nói là ok giờ tao vẫn còn mày có thích thì mày xuống mày coi. Đó thì anh xuống anh coi. Thì bả nói đó. Bả nói vậy nè, bả nói dòng chó mà nếu mà nó đẻ có một con á là nó rất là khôn. Con này nó cái dòng cái này hai cái con này nó đẻ con à.
mà nó là con đực nữa. Nó thấy em gì, mà nó khôn lắm. Nãy giờ nó quậy quá trời luôn. Nó quậy từ lưa luôn, nó mới nằm ngủ á. Nó quậy rồi nó nằm nó ngủ, nó mệt quá nó ngủ. Mà nó ngồi trên xe hả? 2 tiếng hồ nó không có quậy gì hết. Nó mệt nó không quậy hết, khoảng dừng tiếng hồ á. Mà oh my god, nó quậy ghê hồn lắm. Lucky, I love you, lucky. Cho nên nó lucky ha, dạ nó lucky nha. Hả? Yeah. Nên nó lucky ha. Tên nó là lucky. Lucky nha. Ok. Để hồi chắc nó hồi nãy về nó hơi mệt nhưng mà bây giờ nó đỡ rồi. Nhưng mà lúc mà nó hết mệt rồi nó quậy. Ủa, bây giờ đồ ăn cho nó bây không? Giờ có, bà cho đồ ăn rồi bà cho đồ tả kia. Thôi thì để xuống đây cho nó chạy ghê hồn lắm. Oh my god, lucky. Lucky. Giờ nó lại được. Bây giờ nó giỡn á, bây giờ nó khoái em rồi. Nó khoái em rồi. Lắm. Lucky. Oh my god, nó thích em rồi. Nó giỡn dữ lắm, vậy nó hả? Giỡn với anh, nó giỡn, mà nó đi theo nó giỡn, nãy giờ anh chịu không nổi luôn mà. Nó đâu chạy đâu. Giỡn đi, anh đi đi, đứng dậy đi. Trời ơi, surprise dở quá hả? Đi. Surprise dở quá ha. Ôi, nó đi theo em luôn rồi nè. Đó, nó giỡn, nó đeo sát mình vậy hả? Nó đeo mình vậy đó. Khôn mà lucky luôn, bị nó xanh có 1 con quá à, có 1 con một à. À, anh có quay mẹ nó với ba nó nữa. Dì Thủy cái nấu gì đó, dì Thủy kêu đi qua lấy kề với ổi đó coi kìa. Dạ nó qua trong lì lì. Đó mà nó có 1 con. Đấy, một thôi. Hani biết sao không? Xong cái anh mới đẻ con à. Xong cái anh vô thấy anh mê quá rồi mà anh không nói. Xong cái bà mới đó mày biết sao không? Hồi nãy cái hai người đó. Mà nó gọi tao mà nó hẹn tao mà nó nói nó không tới được, nó gọi lại nó không tới được mà hôm qua đó. Thì tao có nói mày á là có một người coi. Thành ra mày khoan nó xuống, khi nào mày muốn thì mày gọi trước đi, trước khi mày xuống mày gọi tao coi còn không. Bao nhiêu tháng? Xong rồi sáng anh gọi bả, cái bả nín thên. Nín thên báo nói gì hết. Vậy xong cái tới trưa bả nó hơi tao xin lỗi nha, tao không có nhắn lại được nhưng mà giờ tao vẫn còn, mày muốn thì mày chịu xuống thăm. Cái mới nói tao ở xa lắm, khoảng 2 tiếng mấy tao mới xuống được nhưng mà tao sẽ xuống. Cái nó ok vậy thôi mày xuống đi. Tao đợi. Xong cái xuống cái bả vừa ẩm ra cái anh nói oh my god. Nhìn cái mặt nó dễ thương. Ôi được rồi, mình mặt nó dễ thương à. Xong cái bà nói chứ mày có duyên, mày tự nhiên mày xuống là rất là dễ dàng, tao để cho mày. Nhưng mà thôi thì bây giờ á thì mày xuống xa quá, tao bớt cho mày 50 thay vì 1.500, tao để cho mày 1.450 à, bớt cho mày tiền xăng mày xuống. Cái nó ok vậy thôi, tao mua để tao đem về tao cho vợ tao, tao tặng cho vợ tao. Cái bà nói ô vậy hả, nó khôn lắm, nó gần gũi với người mà nó cái giống này á, nó không có hôi. Bà nói trước luôn. Dạ, em thích con cái nó không hôi. Bà nói nó không có hôi mà bà nói 2 tuần mà tắm nó 1 lần nha. Bà nói 2 tuần tắm 1 lần mà nó ăn uống cũng dễ. Nó ăn uống cũng dễ lắm, nó không có nó mà nó friendly lắm nha, nó không có dữ dằn gì hết trơn á. Vậy đó. Nó nãy giờ nó như người mà nó không rụng lông. Mà nó rụng lông, anh ngồi cả 2 tiếng mấy ngồi trên xe mà nó nằm yên. Vậy nó mở đó, nó nằm yên. Vừa về tới nhà hả, cho đi pi, đi ị rồi xong xuôi hết hả, là bắt đầu chỉ quậy, chỉ đi theo anh chỉ quậy. Cho chỉ theo sát cho người, cái lên nó chỉ quậy quá trời luôn. Surprise quá. Đó, quà của vợ đó, thế lâu quá rồi. Tiền kiều, đòi biết bao nhiêu mấy năm trời bây giờ mới chịu mua. Nó có cho vợ đó. Trời ơi, mua phải lựa chứ thấy là cuối cùng nó định mua chịu qua quà. Ủa, nó mấy tháng vậy? 12 tuần là 2 tháng 2 à. 12 con, tuần là 3 con tháng. Con mẹ với con ba nó có 4 phao à. 12 tuần là 3 tháng. 2 tháng, à 3 tháng. Mà nó có 4 phao à. Ờ vậy hả? Mà bà nói cái màu con này nó sẽ thay màu một tí, nó sẽ lạc hơn tí. Mà bà nói á, ở nhà nó khôn lắm, bà nó chơi với bà không. Ờ, nó quần quần với bả quá trời luôn. Mà đẻ có mình đó. Bả có anh chị em vậy trời. Không có anh chị em gì hết. Mà, con chấm con trai con mẹ đẻ có 1 con à. Bà nói đẻ con trai nữa chứ. Ờ, bà nói dòng thứ chó đó mà nó đẻ 1 con á là nó khôn lắm, nó khôn mà ai mà mua là mà ai mà được nó là lucky đó. Đừng ngửi. Mới mang về. Ok. Cho cả nhà xem nha. So bây giờ đó, bây giờ tự dự vợ xử đi nha, nuôi thét khe nha, chứ còn cầm. Thấy là hay mệt lắm rồi đó, chứ nó quậy trùng mệt lắm rồi. Nó leo lên người em, nó ngồi đó, nó đó. Rồi đó. Merry Christmas dạ. Thank you so much. 1.500 tặng sinh nhật, tặng Noel vợ 1.500 thích ha.